chả làm sao cả mọi người ạ. Vẫn còn. Hay thế nhờ. Hay thế nhờ. Hay quá nhờ. Hay quá nhờ. Đập cầu. Hai đôi này đánh xong trận đấu này chắc hết sức. Vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Quá hay. Hay quá nhở, hay quá nhở. 17 đều nhá. Ui, vẫn còn kìa, lên. Ồ, 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 ồ. Chiến thắng cho câu bộ Hoàng Mai Hà Nội. Điểm số 7 đều. Phía gần màn hình là cặp đôi đến từ câu bộ Hoàng Mai Hà Nội. Phía xa màn hình đó cặp đôi đến từ Hưng Phú Thành phố Hồ Chí Minh. Chặn cầu rất hay. Có 87. Bắt cầu rất hay. Đây là một trận đấu rất chất lượng và ngang tài ngang sức mọi người ạ. Ép cầu tốt. Đấu thực ra là cũng của miền Bắc mình. Tỉ lưới các thứ rất hay. Thủ cầu lôi. Cải lưới rất khéo léo từ các vận động viên. Vẫn rất cố gắng. Hay quá. Hay quá. Vẫn còn. Vẫn còn. Điểm số 9 đều. Hai đôi vận động viên này quá ngang. Đúng rồi chị Hoa Tường Vi ơi, đây là giải vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc. Tranh cúp 3 sao đang được tổ chức tại nhà thi đấu Đa Năng của tỉnh Bắc Giang. Đơn vị tài trợ cho giải đấu này là Pro AC và 3 sao. Đây là một trận đấu rất ngang nhau. 19 cho Hưng Phú. Câu lạc bộ Hưng Phú nhá, không phải là hai vận động viên tên Hưng Phú nha anh em. Điểm số 19. Phát cầu lỗi rất đáng tiếc, 10 đều. Chị Hoa Tường Vi, chị mới đầu chị cũng định đánh giải này à chị ơi? Ok, chúng ta trở lại trận đấu 11-10. Ép lưới rất nhanh và chính xác. 12-10 cho câu bộ Hưng Phú Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là set 3 mọi người ơi. Đây là set 3 như Quách Cẩm Anh ơi. Anh ơi em tham gia thì ai quay cho anh em xem. Cầu không qua lưới, đổi điểm 11-12 cho câu bộ Hoàng Mai. Ok, anh Nam Bùi Bùi, anh Nam Bùi Bùi đang cổ vũ cho Hải Quốc Oai. Chúng ta vận động viên áo xanh đứng phía trước đang đập cầu đây. Mười ba mười một. Bắt lưới rất nhanh. Cầu không qua lưới, 14-12. Hello anh, đúng rồi, các giải ở khu vực miền Bắc thì em có mặt, còn miền Nam thì em chưa có điều kiện để bay vào trong đó anh ạ.
Hello Trung Dũng, đây là giải cầu lông vô địch các câu lạc bộ mạnh toàn quốc nha. Toàn quốc luôn nha. 13-14. Cổ tay rất khỏe. Tí nữa thì đấu kiếm. Điểm số 14 đều. Ok, em cảm ơn anh Watanabe nhá. Livestream thực hiện rất vội. Trận đấu này kết thúc thì lại đến trận đấu kia, nên em không có thời gian để ghi. Nếu anh quan tâm thì anh có thể đọc các bài viết trên page. Tất cả thông tin đều đầy đủ nhá. Nếu thực sự muốn quan tâm thì hoàn toàn có thông tin mà. Rất hay, nỗ lực quá. Vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn, vẫn còn. Nhà, xin chào anh Tuấn Anh Đỗ. Đứt dây ra. Một pha thủ cầu lái ra ngoài sân, 15 đều. Em không biết anh ơi, không biết bạn đấy, trong mấy bạn này cũng không biết. Biết mỗi Hải Quốc Oai rồi. Đánh cho Thành phố Hồ Chí Minh này chắc toàn vận động viên ngoài Bắc mình thôi, đứng tên thôi. Vâng, đó tình huống tranh cầu của tay vợt. Mọi người đừng hỏi mấy giờ ai đánh, mấy giờ ai đánh nhá. Đến ban tổ chức họ còn không biết, không biết làm sao được. Trận đấu này kết thúc thì trận đấu kia vào thôi. Điểm số 16 đều. Rất may mắn. Cầu lật lưới 17-16 cho Hưng Phú, câu bộ Hưng Phú. Trận này càng lắm. Giải này quá nhiều đôi mạnh luôn, xem sướng thật. Thủ hay thế nhở. Bảo sao người ta bảo các sân khác ra sân mấy lượt rồi, sân này vẫn chưa thấy ra. Cứ giằng co như thế này. Cầu không qua lưới, 17 đều. từng điểm một bám nhau sát nút. Chưa có một cặp đôi nào vươn lên dẫn trước 2 điểm cả. Hello Quách Cẩm Anh, thua chặt cái gì? Chặt cái gì? Thực ra đây là giải đấu phong trào, đâm ra cái việc phát cao tay một chút thì nó cũng chả làm sao cả mọi người ạ. Vẫn còn. Hay thế nhở. Hay thế nhở. Hay quá nhở. Hay quá nhở. Đập cầu. Hai đôi này đánh xong trận đấu này chắc hết sức. Vẫn lên, vẫn lên, vẫn lên. Quá hay. Hay quá nhở, hay quá nhở. 17 đều nhá. Ui, vẫn còn kìa, lên. Ô, 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 ôi. Chiến thắng cho cầu bộ Hoàng Mai Hà Nội. Tay khỏe thật. 18 đều. Anh ơi em còn chả biết Việt Trường là ai. Anh Nguyễn Phương đang Việt của Quảng Ninh á, Quảng Việt đánh rồi. Em không biết thắng hay thua. À, nhiều trận qua không để ý hết được. Hello Nguyễn Văn Long, đấy là đôi thương minh à? Mẹ anh nói chuyện với anh thương suốt mà.
mà không để ý. Hay quá. Cầu lỗi từ Hải Quốc Hải 19-18. Ok mọi người, bây giờ phải search Facebook tìm anh, Facebook anh Thương ngay. mười chín đều căng đét luôn, xem đầu thứ ba. Anh Phạm Đức Thường, 3C đều căng thẳng. 20-19, cơ hội kết thúc trận đấu thuộc về cặp đôi Thương Minh của câu lạc bộ Hoàng Mai. Lâm với Hải, anh Lâm, chị Thùy Trang ơi, Lâm với Hải, Hải Quốc Oai nha chị. Hay quá. 20 đều đi, cho nó hay. Xem 20 đều không nào. Cầu ngoài sân, vâng. Điểm số 21-19 trong set đấu thứ 3. Chiến thắng được cặp đôi Thương Minh của Quảng Ninh, thi đấu dưới màu cờ sắc áo của câu lạc bộ Hoàng Mai Hà Nội. Xin chúc mừng. Anh Phạm Đức Thương có con thì mà khỏe thế. Hải ơi, mày cứ đứng cùng người khác làm khổ người khác ra làm gì?